Chào mừng các bạn đến với Trần Công Media. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nướng thịt ba chỉ giòn bì, hay nhiều nơi gọi là heo quay, thịt quay. Thì như các bạn đã biết thì thịt quay thì ăn được rất nhiều với các món như là bún, bánh hỏi, hay có thể chúng ta ăn được với cơm. Nguyên liệu mình chuẩn bị cũng có 1 cân thịt ba chỉ, hành, gừng, giấm, muối, hạt nêm, dầu màu điều, ngũ vị hương. Đầu tiên mình tiến hành rửa qua thịt bằng nước lạnh. Sau khi rửa xong, chúng ta bắt bếp trần thịt. Khi trần thì mình cho hành, gừng và một xìa muối. Chúng ta đun sôi. Sau khi sôi thì chúng ta tiếp tục để khoảng 3 phút cho những cái tạp chất trong thịt nó đi ra ngoài. Sau khi đun sôi được khoảng 3 phút thì chúng ta tiếp tục rửa sạch lại. Rửa sạch lau khô. Lau thật khô. Khi rửa sạch lau khô xong, ta tiến hành xâm bì. Xâm bì thì mình xâm càng nhiều càng tốt. Thì để cho miếng thịt nó giòn thì chúng ta nên xâm nhiều. Khi xâm xong thì ta tiến hành ướp. Mình dùng 2 xìa cà phê hạt nêm, khoảng 1/2 gói ngũ vị hương, 2 xìa dầu màu điều, 1 xìa khi ướp gia vị nó bị ngấm vào bề mặt bì của miếng thịt thì chúng ta lấy giấy lau thật sạch và thật khô. Sau đó chúng ta tiến hành ướp bề mặt bì. Thì ướp bề mặt bì thì chúng ta dùng muối và giấm. Ta rắc đều lên bề mặt và xoa đều. Dùng muối xong chúng ta xoa đều. Sau đó mình sẽ quét một lớp giấm lên bề mặt. Thank you.
dẫn chúng ta làm thì như vậy hai lần. Để gia vị được ngấm và bề mặt bì được khô thì sau khi ướp xong thì chúng ta cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Sau 1 tiếng chúng ta bắt đầu tiến hành nướng. Đầu tiên mình chuẩn bị là bếp, bật bếp. Bếp thật là nóng. Mình mang miếng thịt ra bỏ vào khay và cho dưới khay một ít nước để miếng thịt nó đỡ khỏi bị cháy. Khi cảm thấy bếp đã nóng đủ nhiệt thì chúng ta cho miếng thịt vào, chúng ta tiến hành nướng. Thời gian nướng khoảng 45 đến 50 phút. Thời gian đầu nướng thì chúng ta khoảng tầm 10 phút chúng ta giã miếng thịt một lần. Và càng về sau thì thời gian giã chỉ tầm 5 phút chúng ta lại giã một lần. Wow, nhìn miếng thịt khá là vàng ha. Chắc sắp được rồi. Mình tiếp tục dở và bật bếp ở chế độ sang chế độ off khoảng thêm 5 phút nữa. Wow, nhìn rất là vàng và đẹp mắt. Nghe chừng rất là giòn đây ha. Yeah. Vậy là rất giòn. Và thịt bên trong thì mềm và không bị khô. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thực hiện thành công. Đừng quên like, share and subscribe để ủng hộ mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.